Xin chào các bạn, mình là Hoàng Spin. Các bạn đã bao giờ xem một trận đấu bóng đá mà không có khán giả về chưa? Nope. Bóng đá thì phải có khán giả phải không? Phải khán giả ở bốn bề khán đài cổ vũ. Thế gọi là một trận bóng đá hay. Nhưng mà một trận bóng đá mà lại không có khán giả thì nó sẽ như thế nào? Mình thì chưa bao giờ xem một trận đấu như vậy. Nên là hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi xem một trận đấu bóng đá mà không có khán giả, xem nó sẽ có gì hay ho không nhá. Nói đến đây thì chắc là các bạn cũng đã biết là mình đang đi xem trận đấu nào rồi phải không ạ? Mình đang đi xem trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Viettel. Trận đấu này không có khán giả là sở dĩ là bởi vì sân hàng đấy đã bị cấm sân vì sự cố của câu lạc bộ Nam Định ở vòng đấu trước, cho nên anh em cũng đã biết rồi. Mình đang ở bên ngoài sân hàng đấy thì ở ngoài này là các cổ động viên của Hà Nội đang tổ chức xem các bạn ạ. Đang tổ chức xem ở bên ngoài khán đài B để cổ vũ cho câu lạc bộ của mình dù không được vào sân. Rất là đông. Đây là các cổ động viên của Hà Nội. Hello. Đông lắm. Giờ mình sẽ đi vòng sang bên cổng chính khán đài A xem nó như nào. Các bạn có thể thấy là các bạn cổ động viên của Hà Nội FC rất là cuồng nhiệt. Họ tổ chức cả các màn hình chiếu, rồi hò hét cổ động các thứ bên ngoài sân vận động. Nói một chút về cái việc cấm sân này, thì cái việc mà cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng, rồi làm một cổ động viên nữ bị chấn thương, thì điều đó đã gọi là làm cho bóng đá Việt Nam rất là sôi sục trong những ngày qua. Đó tất nhiên là một hành động không đẹp, không hề đẹp một chút nào. Và hành động cấm sân này của ban tổ chức là một sự trừng phạt. Còn nói về việc hình phạt này có thích đáng hay không thì cũng đem lại rất nhiều ý kiến trái chiều. Trên các trang mạng có người nói là chỉ phạt cổ động viên Nam Định thôi. Nhưng mà thật ra thì là cái việc tổ chức sân này là của sân hàng đẫy, nên là việc phạt sân vận động hàng đẫy thì cũng là một điều mình thấy khá là đúng. Hello các bạn, mình đã trở lại. Mình đã trở lại và phải mặc cái một cái áo áo chống đạn này các bạn ạ. Một cái áo chống đạn này. Mình phải mặc cái áo chống đạn này thì mới vào được sân. Bởi vì như các bạn đã biết thì trận đấu hôm nay là cấm khán giả mà, nên phải mặc cái áo chống đạn này mình mới được vào sân. Rồi, vào sân rồi các bạn nhìn xem. Không có ai luôn. Trống không. Khán đài bên kia trống không. Ở giữa cầu thủ vẫn đang thi đấu nha các bạn nha. Ở giữa sân thì cầu thủ vẫn đang thi đấu. Khán đài bên này trống không. Đây là khu vực báo chí thì mọi người mới được vào đây. Mình có mặc áo này thì cũng mới được vào đây. Mình xin nhắc lại đây là trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel. Chỉ có các cầu thủ mà khác, các cầu thủ khác đá với nhau thôi các bạn ạ. Vì lý do bản quyền nên mình sẽ không quay nhiều ở đây lắm. Các bạn thông cảm, mình sẽ không quay nhiều trên sân đâu. Đây các bạn nhìn xem này. Khán đài trống không. Khán đài trống không. Giờ mình sẽ lên bên trên phía khán đài ngó nghiêng một tí xem có cái gì không. Ở trên này thì vẫn có một gọi là một nhóm cổ động viên nhí các bạn ạ. Nhóm cổ động viên nhí này là nãy thì cầm dắt tay cầu thủ ở sân đấy, nên là được ngồi đây luôn. Đây trên khán đài thì có mỗi cái nhóm cổ động viên nhí này là đông đảo nhất thôi. Đó. Đây là trên khán đài nhé các bạn. Đi vào đây này, vắng trống không luôn này. Trên này có hai anh phóng viên. Ở đây trống không luôn. Trống không luôn. Không một mống người. Còn bên dưới thì cầu thủ vẫn đang đá.
Hiện nay thì mình đây. Như các bạn có thể thấy, đây. Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây chính là hiện trường của vụ án các bạn ạ. Hiện trường vụ án nữ cổ động viên của Nam Định đây bị bắn quả pháo sáng vào đây. Đây chính là hàng ghế mà vụ án đã xảy ra này. À, quả pháo sáng bắn từ phía bên kia. Quả pháo sáng bắn từ phía bên kia. Vèo một phát sang bên này. Ở trên ghế nhựa này vẫn còn vết tích, vết đen này. Đó, bị cháy này. Nhựa mà còn cháy này không biết da thịt như nào. Không biết là các bạn đã xem bức ảnh của cổ động viên nữ kia, chân, bức ảnh vết thương của cổ động viên nữ kia chưa? Mình đã xem rồi và thấy nó rất là kinh khủng. Mình không thể nào mà xem quá lâu được. Mình xem một phát thì mình lướt đi ngay. Đây các bạn nhìn này, nhựa này. Hàng ghế này không biết phải cháy, cũng phải do cháy không? Hay là do bẩn? Đây. Bên này không biết là do bẩn hay cũng do cháy. Bên này nữa này. Đó. Đây chính là hiện trường vụ án nha, chiếc ghế số 24. Một trận derby thủ đô nhưng mà không khí nó lại quá yên nắng các bạn ạ. Trận đấu giữa Hà Nội và Viettel, hai đội bóng có trụ sở ở Hà Nội, đáng nhẽ là phải có tính chất thù địch nhất này, thì cổ động viên đông đảo nhất, mà khán giả, mà khán đài thì trống vắng như này. Nope. Quá đáng tiếc. Một mình một sân thôi các bạn ạ. Đây. Trống không à. Mình thì vừa bị đuổi xuống sân các bạn ạ. Thôi thì xuống đây hóng hớt xem có cái gì hay không. Ở bên này thì vẫn có một cái xe cứu hỏa các bạn ạ. Vẫn có xe cứu hỏa ở đây và một cái xe cứu thương, để sẵn sàng mà có ông cổ động viên nào mà trốn vào sân chẳng hạn, mà lại đốt pháo sáng tiếp, là lại có xe cứu hỏa dập tiếp. Đây, chiếc xe cứu hỏa rất là to. Theo thông tin mình được biết thì đã có vài cổ động viên của Nam Định, vài thanh niên gọi là gấu chó, sư tử gấu các thứ, là đây bị lên phường hết rồi, lên phường nhốt hết rồi. Công an truy tìm ra và khởi tố hình sự hết rồi. Một hành động rất chi là không đẹp mắt và rất 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 không nên xảy ra. Như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tỷ số là Hà Nội, cái biển kia bé quá nhỉ. Tỷ số là Hà Nội 5 còn Viettel 2, Hà Nội đại thắng và tiến thẳng đến ngôi vô địch. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, thấy hay hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để mình có thể có thêm động lực mà ra thêm nhiều video clip hấp dẫn hơn để phục vụ anh em. Giờ thì mình sẽ quay một vài cảnh cầu thủ ở đây cho anh em xem. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Sinh Nguyên và một lần nữa xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Đây là các cầu thủ Hà Nội TNT, cầu thủ Hà Nội FC. Giờ chúng ta sẽ đi sang khu vực Viettel. Trận này không có khán giả nên là cầu thủ cũng không gọi là hứng khởi để giao lưu với khán giả lắm, nên là họ đi vào đường hầm luôn. Đó, đi hết rồi. Đi hết rồi. Đây là Văn Quyết. Hôm nay anh ấy đã thi đấu rất là hay. Xin được chúc mừng Quang Hải và cầu thủ có 3 điểm ở trận đấu rất quan trọng ngày hôm nay. Quang Hải có thể cho biết cái lý do tại sao mà cầu thủ Hà Nội có thể thi đấu tốt như vậy trong hiệp thi đấu thứ hai và có được 3 điểm? Đây, có một bạn rất xinh gái. Kéo ra được rồi.